Thủ đô Tokyo, Nhật Bản là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới. Thành phố này thường xuyên phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên như là mưa bão lớn hay là động đất và các cơn sóng thần. Để phần nào giảm bớt được hậu quả của thiên tai cũng như hỗ trợ tốt hơn công tác quy hoạch, các nhà nghiên cứu đã ra mắt một mô hình cực kỳ chi tiết các quận trung tâm của thành phố Tokyo thu nhỏ. Các thông tin đô thị được thể hiện rất mới lạ và trực quan. Một ngày mới nắng lên, chiếu sáng các tòa nhà cao tầng đặc trưng của thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Nhìn qua khó ai có thể biết được, khung cảnh ngoạn mục này thực ra chỉ là mô phỏng. Thành phố Tokyo thu nhỏ siêu chi tiết với tỷ lệ 1/1000. Mô hình rộng 200 m², sử dụng công nghệ đèn chiếu để hình ảnh hóa hàng loạt thông tin quan trọng của 13 quận trung tâm thành phố, như bản đồ các tuyến tàu điện ngầm, bản đồ mật độ dân số, tính toán tình trạng nước biển xâm thực hay thống kê diện tích bao phủ của cây xanh đô thị. Mô hình khổng lồ hỗ trợ quy hoạch thành phố ứng phó với thảm họa thiên tai. 2 năm trước, bão lớn quét qua thành phố, nước sông dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt. Dựa trên mô hình này, chúng tôi dễ dàng xác định khu vực nào sẽ bị ngập khi có mưa lớn. Mô hình cũng dự đoán được động đất sẽ tác động đến thành phố ra sao. Dự án Tokyo thu nhỏ ra mắt vào năm 2019 và mỗi năm được cập nhật ít nhất một lần, mở rộng hơn về quy mô và mức độ chi tiết. Chúng tôi hiểu được rằng điều con người nên làm là tìm cách thích nghi chứ không phải kháng lại tự nhiên. Dựa trên tầm nhìn này, chúng tôi hướng tới quy hoạch Tokyo trở thành nơi che chở cho người dân trong thảm họa, chứ không phải mỗi khi có thảm họa, mọi người sẽ bỏ thành phố mà đi. Các nhà phát triển cho rằng, bên cạnh mục đích nghiên cứu, mô hình khổng lồ còn giúp công chúng có cái nhìn bao quát, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thành phố theo một cách riêng, khó có thể thực hiện được nếu ở ngoài không gian thực.